À vâng, mùa mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, đây là cái hoa của cây cúc đào xanh nè cả nhà. Hoa của nó rất là to nha, tầm khoảng 4 ngón tay của em nè. Thì nó tầm khoảng mười mấy đến hai mấy cánh ha. Và đặc biệt là bông chùm không nha cả nhà. Tuy nhiên là cái này nó nở không có đúng theo của nó mùa, cho nên là hoa của nó không có thể hiện ra bông chùm. Chứ thật ra là hoa của nó là chùm chùm luôn, rất là đẹp. Hồi Tết này thì em cũng có mấy cái chùm chùm á cả nhà. Đó, hoa cái màu rất là tươi nha. Và đặc biệt cái này sinh trưởng rất là mạnh, rất là khỏe luôn, rất là dễ chăm, thích hợp cho ai mới biết chơi mai cũng rất là ok á cả nhà. Đây là cái là cúc đậu xanh ha. Thì em bán với giá là 100 ngàn một cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em cũng bao ship. Thì tất cả các cái rễ cây thì đều có được xử lý rễ hết nha cả nhà. Nó cây nó như thế này đây. Nhà rất là dễ chăm, nó đang ra thêm một cái cơ đọt nữa nè cả nhà. Cây rất là dễ chăm nha. Loại này em bán với giá là 100 ngàn một cây. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi và tiếp tục bên đây chính là cúc không nhị Hoàng Quyết Long cả nhà. Đó. Cây cao khoảng hơn một gang tay của em rồi cả nhà. Thì giá em bán chỉ có 250 ngàn một cặp nha. Loại này về chúng ta cũng có thể lấy bo được liền luôn rồi nè. Là 250 ngàn một cặp. Đó chính là hàng cúc không nhị Hoàng Quyết Long ha. Đó, cây nó như thế này nha cả nhà. Rồi đó, đây một đám rất là xanh tươi luôn nha. Giá chỉ có 125 ngàn một cây thôi. 3 cây thì bên vườn mai chè bông sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Ủa, loại này 2 cây chứ. 2 cây bao ship luôn nha cả nhà. Đó chính là cúc Thọ Hương nha. Ủa là không, cúc không nhị nha. Trời ơi, chiều nay bị lộ liệu. Rồi và loại này cả nhà, đây là cúc Thọ Hương. Thì loại này em bán với giá là 80 ngàn một cây ha. 80 ngàn một cây. Lâu này rễ tương đối đẹp nha. Cây lùng liền nhưng mà có nhánh ha. Cây nó như thế này nha cả nhà. Cây rất là khỏe nha, sinh trưởng rất là khỏe. Loại này em bán với giá là 90 ngàn một cây nha. 3 cây thì em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Rễ nè cả nhà. Nói chung lô này cũng có những cái rễ cũng đẹp đẹp không à. Rồi giá 90 ngàn một cây nha. 3 cây thì em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn. Và bên đây cả nhà, bên đây chính là cúc hoa hồng Thanh Tú. Đó, cây nè cả nhà. Cây đọt của nó đỏ tươi rất là đẹp. Thì hồi sớm em có cái clip phim có đăng cho cả nhà mình cùng xem cái hoa hồng Thanh Tú á. Thì nó ra đọt, cái sinh trưởng nó rất là mạnh. Và đặc biệt nó ra đòn đọt đỏ không à. Thì cái lô này em bán với giá là 350 ngàn một cặp nha. Ai lấy một cặp thì em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn. Cây cao tầm khoảng một gang tay nha cả nhà. Giá là 350 ngàn một cặp cúc hoa hồng Thanh Tú ha. Rồi bên đây là hàng mai tự quán. Đây, cây gốc nhỏ như thế này thì giá là 100 ngàn một cây nha. Còn cái gốc lớn như bên đây á thì là 400 ngàn 3 cây. Hàng quấn nó như thế này nha cả nhà nhìn nè. Nói chung là cái nghệ thuật tự quấn này, cái này không có ai chỉnh sửa gì hết, tự nó ra như thế này cả nhà. Cả nhà nhìn thấy nè. Rất là đẹp. Bông của nó thì Tết nay lên đỉnh luôn cả nhà. Bông của nó là 8 đến 12 cánh. Bông rất là to luôn ha. Rồi loại này thì em bán với giá là một loại cái gốc nhỏ thì là 100 ngàn, còn gốc lớn như thế này thì là 400 ngàn 3 cây nha. Đó là mai tự quấn. Rồi và tiếp tục bên đây chính là hàng cúc Tân Châu cả nhà. Đó, cúc Tân Châu loại này có 80 ngàn một cây. Thì cúc Tân Châu em có hai loại nha. Một loại 80 ngàn với một loại 150 ngàn. Ủa 125 ngàn, 250 ngàn một cặp ha. Đó. Cái này về chúng ta cũng có thể lấy được một ít bo cả nhà. Tết nay thì cũng vô chậu mini chơi Tết được một ít hoa ha. Rồi cúc Tân Châu thì là hoa 24 đến 36 cánh. Hoa của nó bông chùm chùm không nha cả nhà. Đó như thế này. Thì loại này em bán với giá là 80 ngàn một cây. 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi hàng bên đây, hàng bên đây là cái hàng giả Thủ Đức liền cốt cả nhà. Đây cái loại này toàn là những cái rễ quái không cả nhà. Cành nhánh thì nó ok hết rồi. Cái loại này thì nó đã liền cốt gần 100% cả nhà. Cho nên là cái lô này em bán thật sự rất là chạy. Cái loại này về chúng ta có thể lấy bo được nè. Sau đó chúng ta chơi Tết luôn. Thì cái loại mà liền cốt này cả nhà, hiện tại nó đang có một cái mô hình kinh tế làm giàu rất là lớn. Chúng ta về đắp mô trồng ha. Thì sau này những cái bộ đế như thế này nè, nó ra rất là đẹp cả nhà. Nó nổi củ lên luôn ha. Giá thì cũng có 150 một cây thôi. 3 cây thì bên em cũng bao ship luôn nha. Đó, cây xum xuê như thế này đây. Đó, em một đám này còn khoảng vài trăm cây nha. Ai thích thì hãy liên hệ bên vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà. Này là hàng đôn hai mùa mấy rồi cho nên cả nhà yên tâm ha. Trồng nó rất là khỏe, không có sợ nó bị hao hụt gì hết nha.
đó chính là hàng giả Thủ Đức nha, 8 đến 12 cánh thì 150.000 một cây, 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Rồi tiếp tục bên đây cả nhà, bên đây chính là hàng cúc quý phi, cúc quý phi của Quan Tống ha, giống này của Quan Tống á. Rồi loại này thì về chúng ta lấy bo được liền luôn cả nhà. Đây giá thì 150.000 một cây nha. Đó, cái này về lấy bo được rồi, 300.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nếu lấy một cặp luôn nha cả nhà. Đó, cây rất là khỏe nè, nguyên cái đám rất là tốt luôn cả nhà, nhìn thấy không? Rồi 150.000 một cây cúc quý phi, 2 cây thì em bao ship luôn nha. Rồi và tiếp tục bên đây chính là hàng đại lộc cả nhà. Đại lộc này, đại lộc liền cốt từ 8 đến 90%, gốc rễ thì đã xử lý hết rồi. Cây này nó cao tầm khoảng 2 tấc hơn cả nhà. Đó, cành nhánh nó có nha. Cái loại này hàng đơn cho nên là cây nó rất là cứng, rất là khỏe, có những cái bộ đế rất là đẹp nha. Đó, loại này thì em bán với giá là 125.000 một cây nha cả nhà. Ai lấy một cặp thì em cũng, 3 cây thì em cũng sẽ bao ship ha. Một cặp thì em vẫn ship nhưng mà phụ em 30.000 tiền ship nha cả nhà. Đó chính là hàng đại lộc. Em qua hướng bên này đại lộc còn. Đây nè cả nhà, liền cốt tầm khoảng 8 đến 90% ha, dễ xử lý hết rồi. Rồi đây nè. Đó, giá 125.000 cây nha. 3 cây thì em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha cả nhà. Đó, rất là ok luôn. Rồi, đại lộc thì hoa rất là đẹp cả nhà, thì đều được xử lý dễ hết ha. Em thấy có một cái hoa đại lộc nó nở nè. Ồ, hoa đẹp quá. Đó, cả nhà nhìn thấy hoa đại lộc nè. Hoa này đã nở mông gió cho nên là nó cũng không có bự lắm, chứ thường thường cái mông đại lộc nó tới 4 ngón tay là mùa mưa nó đã có sâu rồi cả nhà. Rồi. Đây 125.000 một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta, và chương trình tri ân khách hàng thì 10 em vẫn tặng một cây nha cả nhà. Loại nào cũng vậy, nếu chúng ta mua đúng 10 cây thì em sẽ tặng một cây nha. Rồi đó là hàng đại lộc. Hồi nãy em có nói Tân Châu á cả nhà. Tân Châu á thì nó có hai loại á. Loại nãy 80 nè, còn cái loại này nó ghép già mùa hơn ha. Cành nhánh nó có hơn. Thì loại này thì giá là 125.000 một cây á cả nhà. Cây bự hơn ha. Nè, nè. Đó cả nhà thấy ha. Rễ thì xử lý hết nha. Rồi loại này thì giá 125.000 cây. Cây nó lớn hơn cây lúc nãy nha cả nhà. Rễ thì cũng xử lý hết ha. Rồi 125.000 một cây cúc Tân Châu nha. Rồi qua bên đây. Bên đây là cúc Vốn Long. Đó, loại này em bán giá 90.000 một cây nè. Đó, cây rất là cứng nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây cả nhà. Đó, đây là cúc Vốn Long ha. Cúc Vốn Long thì giá 90.000 một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Đó, đây là cúc Vốn Long. À, và bên đây là cái hàng cúc bi bung chùm cả nhà. Ồ, nó có một cái bông nè. À, nó nở chùm chùm luôn cả nhà. Nó nụ thì nó tròn như viên bi vậy đó. Cho nên người ta mới gọi là cúc bi chứ không phải bông nhỏ đâu nha. Bông nó đủ mùa đủ sức thì cũng hoa rất là lớn. Đó, loại này thì em bán với giá là 80.000 cây thôi cả nhà. Đó. Nè, cây rất là khỏe luôn nha. 80.000 một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy nha, lá phè phè luôn. Rồi 80.000 một cây cúc bi, 3 cây em sẽ bao ship luôn nha cả nhà. Và hàng bên đây chính là hàng giảo đa phúc. Rồi, cây này khỏe lắm, lớn rồi cả nhà. Đó, 90.000 một cây thôi ha. Đa phúc thì nổi tiếng là bông rất là to. Đó, bông màu vàng rực đẹp lắm. Thì 90.000 một cây, 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó chính là thằng giảo đa phúc. Và tiếp theo một cái giống nữa cả nhà, đó chính là cúc bảy tầng, hay còn gọi là cúc tiên ong ha. Đây, cây rất là khỏe rồi nha cả nhà. Đó, có những cây nó cũng có nhánh nè, đang ra đọt luôn ha. Loại này em bán với giá là 125.000 một cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ, 2 cây cũng sẽ bao ship luôn nha. Rồi, đó là chính là cúc bảy tầng, hay còn gọi là cúc tiên ong ha. Rồi bên đây là hàng cúc VIP xanh mơn mởn. Đó, mưa rồi đã có sâu rồi cả nhà thấy ha. Có một số cây nó bị sâu cắn nè.
lá nó non mướt quá cho nên mấy con sâu nó mê lắm. Rồi, đây là hàng cúc VIP nha cả nhà, cao khoảng hơn ngang tay của em, thì giá là 80.000 một cây nha. Cái này về chúng ta lấy bo được rồi nè, 80.000 cây, 3 cây thì em cũng sẽ bao ship, 10 cây thì em cũng tặng một luôn nha. Đó, cả nhà nhìn thấy đây là cúc VIP. Đó, cây rất là đẹp luôn nha. Rồi, hàng bên đây chính là hàng cúc nhị đỏ, hay còn gọi là cúc lai VIP cả nhà. Cúc lai VIP đây, 125.000 một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn. Lô này gột gốc tương đối lớn nha cả nhà, cành nhánh nó đã có rồi ha. Đây cúc nhị đỏ nha, giá là 125.000 cây, 3 cây là bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Đó, đó chính là những cái giống mai bên vườn mai của Chiếc Chè Bông ha. Nếu mà ai có thích cái giống nào thì xin hãy liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0397142252 nha cả nhà, hoặc là số 0947873959. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ. Xin cảm ơn, xin chào.